Ronaldo mang theo một thứ không ngờ. Mới đây, Ronaldo đã trở về Bồ Đào Nha để cùng đội tuyển có trận giao hữu với đối thủ Slovenia. Tuy nhiên, khi lên máy bay đến tham dự trận đấu, fan bất ngờ phát hiện Ronaldo lại đeo một chiếc đồng hồ màu hồng cực kỳ nữ tính. Thực tế, đây chính là chiếc đồng hồ Ronaldo đã tặng chính cô bạn gái Georgina trong dịp sinh nhật cô nàng hồi tháng 1 vừa qua. Ronaldo nổi tiếng với bộ sưu tập đồng hồ trị giá hàng triệu đô la. Tuy nhiên, chẳng rõ vì lý do gì siêu sao 39 tuổi lại phải dùng chiếc đồng hồ đã từng tặng cho bạn gái. Phải chăng do đi vội quá Ronaldo đã cầm nhầm đồ của bạn gái?